chơi Halloween muộn luôn á, không có cởi áo ra nha, mặc đồ đâu biến đi. Cái áo này ở mua mới mua hả chứ? Trăm hai á, đi tiền mua, đi mua đi chứ bận. Đưa cái điện thoại đi. Áo đẹp. Lát đi đám ma đó. Đi ma hả? Chứ bận, bận này đi đám ma. Đứng lên, đứng lên. Cái này là chắc phải nhảy múa giống như tối qua vậy đó, nhìn nó mới đẹp. Không có này chức bán đồ được luôn á. Trời ơi, chức đó, kìa. Ừ, đó. Cái gì vậy? Để mặt nạ. Đúng ôi, rồi, đúng rồi, phải đeo vô mặt nạ vô. Ê, cái này nữa nè. Đó này chứ. Trời ơi. Qua chứ tử, chảo qua bệnh đi, qua bệnh quay đám ma. Trời ơi, đúng không? Qua cao, qua chữ đò, đúng rồi, qua mạnh lên chứ. Đó, phù khỉ đến từ xuống sở. Để cho mày quay, để có cái kiếm nữa mới. Không, lấy hai chiếc đũa nữa, có cái kiếm gì vậy cho quơ quơ, nhìn giống nữ hiệp vậy. Có cái gậy nữa. Hay có cái chổi này, làm sao chổi như vậy chứ. Ờ, giống như nữ hiệp vậy đó. Ừ. Đúng không, giống như cô gái ngồi chơi chổi vậy đó. Thôi bỏ. Mạnh lên chứ. Rồi chiếc nào quá chèn. Đó để cho nè bay. Ờ, đúng rồi, bay lên giống như cô gái rồi trên cái chổi vậy đó. Bay vậy. Chín mươi hai giá nó đòi ba chứ chồng ra 92 giá. Cô thủy. Ai bây giờ bắt bè gì vậy? Đó, thì nữa. Má mày nóng xấu. Ê, mặt đầu thì vô đám ma chắc tập nè. Đúng rồi nè. Trong dây cũng chia tay, chân nguyện gây ào quậy. Ô, cô thấy. Đó, ô, biết. Tao mua chăn hài á. Mua ở đâu? Chiều em đi đám ma bệnh nha. Mua ở đâu chứ? Đám ma bệnh. Không mua cái này ở đâu? Đám ma nóng lắm. Giờ em nó mua giùm nè. Không, chiều mặc cái áo không, nó đừng có mặc cái gì hết trơn á. Chức đi phải xin chồng, chồng cho đi, chức đi. Không, mặc cái áo này không, nó đừng có mặc gì hết trơn á. Vô đám ma cũng chạy hết luôn. Vô tao hết hồn. Xịt dây nữa. Vậy gì? Đồ xịt dây chứ, chứ giấy đứng rồi. Ờ, có, bận nguồn xịt mà dạng là dạng kêu gợi chứ. Nguồn xịt, lọt khe. Ba mày má mày lọt khe. Lọt tròn luôn. Mấy giờ đi đó mà? Nước trong ta đổ vô, nó uống 6 giờ, chỗ chố đi. Cái gì, cái gì, chứ nói vậy? Chứa. Hôm nay chắc mình cái bộ đồ nha, thấy tới không chịu. Không, chiều mình mặc gì nào, mình đừng có mặc cái gì hết. Cái áo đó không thôi, đi nó mới hay. Nó đẹp. Mở mặt đồ trong. Chiếu xạ gì nè, thắt lên ngang nữa. Bữa xạ tới quệ thắt ngang, mua cái kiếm mũ nữa. Dắt cái đó mình đi, giống như mũ. Chiều cái đi bộ mà đây về cái dưới kìa. Cầm cái chổi đu lên, nó đi gần gần về dưới nó mới nổi đó. Đưa tiền đi, cho tiền đi. Cho tiền. Bộ không thiếu nợ chứ thì cái xuống dưới uống nước không đổi ngay xuống dưới đi. Thôi đi đó, hỏi chồng đi không vô vũ chồng coi đi vô chồng vũ chồng cái đi hỏi anh đi không anh thôi mệt quá đi đại đi chân đi vậy đi vậy không có đi đâu để lát ăn nữa đó đừng vô đi à. Ôi, chắc vô uống chậm vô đi uống nước nha cả nhà. Chắc làm mình anh phải đi uống nước không? Dưới này ta xuống. Đó. Chắc hồn nhiên như đứa bé thì nó còn cái đi xuống liền. Chồng tao thấy mà buồn, nó cho tao đi giải trí để nhà tao còn giống Thư. Chồng tao sợ tao giống Thư lắm. Đây. Chị lá dứa thiệt con đó.
Ủa, đồn xuống ăn luôn. Cửa này mở sao ra? Đi đi. Mở chìa khóa anh. Dạ con đi nha, bỏ bay mẹ. Về ra công viên đu cột rồi hai múa cột đúng không? Không, có mấy cái đồ bằng bạc đó mình quay. Chắc kêu ra công viên quay trước toàn ơi. Có mấy đồ bạc đó quay cho cảnh lạ. Chắc kêu lớn thì chơi cái bộ đồ này cầm dưới cơm xuống ăn. Đẹp quá, đậu lên đẹp ghê. Đúng rồi. Cái cây nữa thì tím á. Tại thường là cái này có ốm còn gì chất phiên bản mặt. Giống như chuyển môn Nga Mi vậy đó. Phiên bản bú lù. Thôi. Bưng dưới cơm xuống luôn hả? Ăn chùa là ăn cúng điểm chuỗi á. Chùa là gần 200 á. Đúng rồi, ăn được không? Rồi, bỏ tội lắm, về xuống dưới không có chùa có gì ăn đâu nha. Có gì đâu, còn nó suối. Đáng yêu rồi chứ. 500 á, giỡn mặt tao nha. Ây dạ, dạ. Hay quá đó. Trời ơi, chắc trời tới nha, chắc những bộ đồ khá là quỳnh. Tối vô đấm ai cũng nhìn ta. Này dạng này quay chức cắt chơi cắn kẹo dữ lắm nên nay cũng xỉn nên mình cái bộ đồ ra được. Thì mà ta cũng mặc lụy ta đi sao ông rồi. Mà xin cầm đi cơ. Đại lắm. Trời ơi đi. Đó phiên bản phù thủy à. Phù thủy đúng ép luôn á mày. Halloween. Quay công viên trước đi. Dưới quay đâu có cảnh đâu đây. Đây mình cái bộ đồ phù thủy. Nhìn tiếc là sợ tiếc luôn rồi. Tên tên tên. Tên tên tên. Có cần uống nước giải khát trước không? Có này em không? Này em dài á. Trời ơi. Chào, trời ơi đẹp quá. Để cơm đây đi qua công viên trước đi. Qua công viên quay. Anh bảo vệ ngồi chờ em nha uống đi. Chiều mát mát nắng quá giờ này qua anh đây có hòm nữa. Chiều qua. Qua đâu? Qua đám ma cái bà chết ngầu đẹp quá chết. À, đi quay. Đi quay. Đó chức vẫn vui vẻ hồn nhiên yêu đời nha. Tuổi 62 chức như là cái tuổi mà. Đi quay nha, quay phim nha. Mệt quá. Bạn tao trên lầu á. Ăn chết đâu? Bởi chích vô bữa nay Halloween đột nhập qua công viên đi. Vô chế nào trước? Ai biết, ông nói có chỗ nào. Ơi chích chơi xích đu đi con đẩy, đẩy xích đu đi. Ôi đẩy coi lên máu coi chết lẹ. Con nghĩ là xích đu là an toàn nhất ở dưới mấy cái gì chứ. Thôi chích lắc, chơi cái trò lắc lắc đứng lên nó lắc là được mà gì nhất. Phải không? Được, được, sao dễ mà. Cái nào đâu? Ờ, chơi cái trò bên kia đi anh. Cái trò mày chích cho chích lên ngồi, em ngồi bên đây á. Nhúng lên. Trời ơi. Thấy không? Nè, cái trò bên phải nè, cuối cùng nè anh. Thấy không? Cứ giặt lên, đậu lên chứ. Được không? Cứ giặt lên, sao mà hỏi cuối kỳ. Nè, chích leo lên ngồi nè. Cho chích leo bên kia ngồi đi anh. À, nhúng bằng này hả? Ờ. À. Biết dính vô á. Cái đó muốn còn xài không này, chích lên đi ngồi này chích. Nhưng toàn đưa máy toàn đây. Không chết đâu. Thôi để ngồi lên. Chích lên ngồi đi. Ngồi à. Sao? Ngồi đưa vô đây ngồi bình thường thôi. Ừ. Ngồi vô. Thôi sao vô. Được, ngồi đi con ngồi đây nhúng lên cho. Đây. Tao cần nha, tao chết ta. Máy đây. À. Mai bà chất gia công viên nha, chơi đánh đồ. Hello, xin chào khách la 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 la.
Đôi la 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 nha, cặc cặc. Tới đi. Chào đi. Mày ơi ơi. Chào đi nhất, chào đi. Cặc ra lại. Hỏi đi nha. Không dám. Ngồi cái nó đàng hoàng nói đi, nói chuyện đi. Anh có đâu không? Vừa nhún vừa nói. Dứt, ngồi xuống đi nói chuyện đàng hoàng, không giỡn nữa. Ôi con giỡn, không giỡn nữa mà. Không. Ngồi xuống đi. Không. Nghe lời con lập đồn. Mày đi ra chưa? Tao đi ra. Mày tao đi ra. Té. Dở xuống toàn, quả té toàn. Tao đi ra. Qua trời mát rồi trời. Dạ. Cười xỉu. Ê, chứ muốn chơi trò gì nữa? Thích đâu? Đồ không? Thủ bà tê. Ê, trên đây có cái đồ leo đạp đạp vui lắm đi chứ. Nào. Nè, cái đồ đạp đó là dành cho người lớn tuổi nè, chơi là hợp lý nè, đi đường này vô chứ. Đạp gì? Đạp giống như xe đạp vậy đó. Đạp xe đạp á. Ơi, có cái tù à, không, ta không đi ra. Đi. Thôi, trượt chơi rất chợt bà tê đi. Chạy gì? Chợt bà tê á. Thôi, ta giật mặt lẹ nữa. Ê, nó chơi cái gì chầm chầm nó đẹp quá. Mất cái bơm nữa. Mất cái bơm nữa. Hả? Cái bàn tay này, cái đồ chui vô được đâu, anh này dành em mày. Cái đó đâu có chui vô được đâu. Cái này lại. Nè, chiếc leo lên đi ngồi đạp nè. Bà lên nổi đâu, bà lên tới đâu. Nè, có đâu nè. Bình thường nè. Nè, vô đây ngồi nè chứ. Này trời đạp. Vô ngồi đi rồi nó quay rồi, có chừng té nha. Ngồi xuống. Rồi, cầm chặt nha. Không quay nha, cầm chặt. Đưa điện thoại đây. 360 độ luôn nha. Rồi quay hồi. Quay hồi phải chống mặt. Quay hồi chống mặt đó nha. Lại la. Em đang chơi cầu cầu thứ gì nha. Dương gì chứ? Chống mặt thấy không? Nói đừng quay nữa. Chống mặt đi. Không mà nãy giờ quay mấy vòng mà giờ quay ngược chứ lại, quay ngược chứ lại hết rồi. Cứ cho chống mặt xuống mới vui không? Quay ngược lại đầu mới chống mặt. Lại la. Em đang chơi cầu cầu nha, chương trình nha. Đổi hướng nha. Vô 50 đô, 50 đô. Dương gì chứ? Mệt quá. Thôi đừng quay nữa, quay phải chống mặt lắm. Chống mặt quá. Còn chỗ nào nữa? Còn chỗ nào nữa không? Cũng còn sung lắm. Chống mặt quá mà hội về. Ai nghe ngồi chút xíu đi. Đẩy ngược lại là nó đỏ. Mày ta đang chống mặt nha cậu. Đúng rồi, giờ quay ngược lại. Quay lại 20 vòng hết rồi. Hết rồi, quay lại hết rồi. Một vòng. Nhắm mắt là đúng 20 vòng nha. Hai vòng, hồi dẫn. Quay nữa, quay chống mặt lắm. Rồi. Thì đẳng có trượt ba tre, đẳng là trượt. Trời đúng rồi, ba tre rất trượt được, đỡ dư chứ. Ai xuống được không? Dịnh xuống đàng hoàng nha. Tôi xuống thì sức cơ sĩ đâu. Dịnh cái đó lại toàn nó quay hoài, bà sâu bà xuống. Đưa tay bên đây nè. Ờ, có gì chứ, có xỉn không nha? Xỉn cái chứ. Cái gì nói nha chứ. Ổn không? Đâu đi dẫn mà. Cầm cho, lát con giữ cho. Nào qua đây nè, có cục ba ke. Có cái cục ba ke. Ông chồng ta trời đặng. Ta nói không nha. Đi bốn da chưa? Đi qua đây cục ba ke con cái đồng vui vẻ đâu. Chị giết bắt mày. Không đi. Thôi bỏ phê rồi cho bái về đặng đi. Đang mệt à.